Theo thống kê, trong 3 ngày nghỉ lễ, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã kiểm tra hơn 3.200 phương tiện giao thông. Qua kiểm tra đã phát hiện 209 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Trong đó 69 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 29 trường hợp vi phạm tốc độ, 29 trường hợp không giấy phép lái xe, 36 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, còn lại là các vi phạm khác. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 507 triệu đồng, đã tước 54 giấy phép lái xe, tạm giữ 90 phương tiện. Trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra đối với các phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định chạy sai hành trình vận tải và dừng đỗ đón trả khách trái quy định trên các tuyến trọng điểm cửa ngõ ra vào thành phố tại khu vực đông dân cư và khu vực cấm. Công an các địa phương cũng thành lập hơn 200 tổ công tác trực chốt và tuần tra lưu động để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.